Hoan nghênh và chào mừng anh chị em đến với buổi nhóm giữa tuần của VBC Houston. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được có thời giờ để nhóm lại, để chúng ta học hỏi lời của Chúa. Vì chúng ta đang đeo đuổi một ước mơ và tôi tin rằng đây là điều đẹp lòng Chúa. Thì chúng ta muốn nhận được sự sức giàu từ mới từ nơi Chúa. Nhất là trong những ngày này, chuẩn bị cho ngày lễ ngũ tuần của năm 2020. Chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài sẵn sàng để tuôn đổ thần của Ngài ở trên chúng ta. Và cho qua đời sống của chúng ta, Chúa có thể sử dụng để làm nguồn phước cho nhiều người. Ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Ngài. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong thời giờ này. Và chúng ta giao phó buổi học Kinh Thánh ở trong tay của Chúa. Và chúng ta ngợi khen Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình để chúng ta bước vào sự hiện diện của Chúa trong ơn của Ngài. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng con. Bởi sự sắm sẵn của Chúa cũng như ý định của Ngài, như Chúa đã sai phái Chúa Giê-xu đi vào trong thế gian như thế nào, Ngài cũng sai phái chúng con như vậy, để chúng con có thể được phước của Chúa và làm nguồn phước cho nhiều người. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn trên buổi học Kinh Thánh của chúng con. Chúng con kinh nghiệm được sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa ở trên chúng con. Để chúng con kinh nghiệm được sự sức giàu tươi mới từ nơi Ngài. Để chúng con chuẩn bị cho những ngày lớn mà Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng con cho vinh quang của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin đến gần và nghe nơi chúng con những tiếng hát ngợi khen. Chúng con muốn thưa với Chúa rằng Chúa đáng nhận tất cả những tiếng hát ngợi khen và thờ phượng của chúng con. Vì Chúa đã làm những công việc lớn lao của Ngài. Cứu chúng con khỏi chốn hư nát và ban cho chúng con sự sống, phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Để qua đời sống của chúng con, nhiều người được phước của Chúa. Cho nên chúng con cảm ơn Chúa và chúng con chúc tụng Ngài. Xin ở với chúng con, biến buổi học Kinh Thánh này trở nên những thời giờ siêu nhiên cho chúng con. Để chúng con kinh nghiệm từng trải Ngài và chúng con biết Chúa một cách rõ hơn, nhận được sự hiện diện đầy dẫy của Ngài trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, tại Ngài và chúng con cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta tiếp tục đứng và chúng ta ngợi khen Chúa ở trong thời giờ này.
thật tuyệt vời. Chúa của chúng ta, Đấng đã làm những phép lạ lớn lao, đã đắc thắng tử thần, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Đó là phước hạnh nguyện xin Chúa Ngài nhận nơi chúng con những tiếng hát ngợi khen, cũng như lòng của chúng con ước mơ được Chúa Ngài sử dụng chúng con, sức dầu trên chúng con, để chúng con sẽ có một đời sống luôn luôn như là một tiếng hát ngợi khen Ngài, nói ra sự vĩ đại của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, phước hạnh ở trong ơn của Ngài, và chúng con giao phó ở trong tay của Chúa thì giờ buổi nhóm lại buổi tối hôm nay. Xin Chúa nhận nơi chúng con lời cảm tạ cũng như tiếng hát ngợi khen mà chúng con dâng lên cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được thì giờ quý báu như buổi tối hôm nay. Thật là phước hạnh để chúng ta được làm con cái của Chúa. Nhất là chúng ta đang sống ở trong một thế hệ mà chúng ta tin rằng chúng ta có thể là thế hệ nghênh đón sự trở lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Và để chúng ta sẵn sàng và nghênh đón sự trở lại của Chúa, chúng ta biết rằng Chúa Ngài giao cho chúng ta trách nhiệm để chúng ta có thể trở nên những người kết quả cho Chúa, những người thu hoạch nhiều linh hồn lạc mất trở lại với Chúa, thể hiện ra công việc của vương quốc của Chúa ở trên trần gian này, để sẵn sàng nghênh đón Chúa khi Chúa Ngài trở lại. Cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay, chúng tôi xin mời anh chị em, chúng ta sẽ cùng học một phần nữa trong chủ đề sự sức giàu. Và đề tài của chúng ta buổi tối hôm nay là nhận và thực hành. Nhận để chúng ta có thể thi hành những công việc mà Chúa Ngài làm việc ở trong đời sống của chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Mục đích là để sai phái con dân của Chúa cho công việc quyền năng của Ngài. Để chúng ta có thể bước theo Đức Chúa Giêsu là gương mẫu để thực hiện dấu kỳ phép lạ ở trong ơn của Chúa. Như Chúa Giêsu Ngài đã nói, như Cha đã sai phái ta như thế nào, ta cũng sẽ sai phái các ngươi thế ấy. Chúng ta trở lại với Luca chương 4 để chúng ta thấy thế nào Đức Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai phái. Chương 4 từ câu 14 cho đến câu số 20, chúng ta sẽ cùng nghe lời của Chúa trong thời gian này. Đức Chúa Giêsu trở về miền Galilee trong quyền năng Thánh Linh, và danh tiếng Ngài lừng khắp các miền lân cận. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, vào ngày Sa-bát, Ngài đến nhà hội, đứng dậy để đọc. Có người trao cho Ngài cuốn sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra tìm thấy chỗ có chép, Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố cho những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, và công bố năm tri ân của Chúa. Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ, hôm nay lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Cảm ơn Chúa. Và một phần kinh thánh khác nữa chúng ta cùng nghe để chúng ta làm nền tảng cho bài học hôm nay được tìm thấy ở trong Phúc Âm Giăng chương 20 từ câu 20 cho đến câu số 22. Phúc Âm Giăng chương 20 từ câu 20 cho đến câu số 22. Nói xong, Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. Ngài lại nói với họ, bình an cho các con, như Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế ấy. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì hai phần kinh thánh này hiệp lại để giúp cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng. Đó là chúng ta được Chúa Ngài sai phái chúng ta ra đi trong sự sức dầu của Chúa, để chúng ta có thể thực hiện công việc mà Chúa Giêsu Ngài đã bắt đầu, và Ngài cũng muốn hội thánh của Chúa chúng ta tiếp nối công việc của Chúa. Và Công vụ chương 10 câu số 38 ghi lại cho chúng ta một câu kinh thánh để như tóm tắt công việc của Đức Chúa Giêsu ở trong ơn của Ngài. Lời của Chúa dạy, Công vụ chương 10 câu số 38, thế nào
Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Và tối hôm nay, chúng tôi hoan nghênh anh chị em ở khắp nơi vào để cùng học lời Chúa với chúng tôi, và chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ từng phần một trong hình ảnh của công vụ chương 10 câu 38 này, để chúng ta thấy thế nào Đức Giêsu ở trong sự sức giàu của thần, của Chúa, của Thánh Linh, Ngài ra đi và Ngài làm những công việc, và Ngài cũng hứa rằng chúng ta cũng được sai phái để làm công việc như vậy. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép? Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ tới đây, đó là anh chị em, bạn nhận được sự sức giàu bằng cách nào để chúng ta có thể nhận được sự sức giàu của Đức Thánh Linh với quyền năng? Nếu sự sức giàu là thoa hay là đổ lên ở trong hình bóng, thì chúng ta cần phải đến gần, chúng ta cần phải ngợi khen, chúng ta cần phải tương giao với Chúa, thông công để được chạm đến bởi đấng chịu sức giàu và những người đã được bao phủ trong sự sức giàu, để chúng ta có thể nhận được, để chúng ta có thể san sẻ ra cho những người xung quanh. Nhưng mà chúng ta phải có một tấm lòng và thái độ là chúng ta cần phải nhận biết điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta phải nhận biết, để chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa, để chúng ta có thể đem ra và phân phối. Luca chương 11 từ câu 1 cho đến câu số 13, Chúa Giêsu dạy một hình ảnh thật là tuyệt vời, và trong đó có một chìa khóa rất lớn mà chúng ta sẽ tìm thấy được. Xin anh chị em cùng theo dõi với tôi Luca chương 11 từ câu 1 cho đến câu số 13. Đức Giêsu đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện như răng đã dạy các môn đồ của mình vậy. Ngài phán với họ: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến. Xin cho chúng con thức ăn ngày nào đủ cho ngày nấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ. Rồi Ngài phán với họ: Ai trong các con có một người bạn nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì bạn tôi đi đường mới đến, mà tôi không có gì để đãi anh ấy. Nếu người kia từ trong nhà trả lời: Đừng quấy rầy tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy lấy bánh cho ăn được. Ta bảo các con, dù người ấy không vì tình bạn mà dậy lấy bánh cho, nhưng vì người bạn cứ nài nỉ mãi, nên người ấy sẽ trỗi dậy và cho người bạn đủ sự cần dùng. Vậy, ta bảo các con, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa thì sẽ được mở. Trong các con có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Chúa Giêsu dạy ở tại đây một hình ảnh hết sức tuyệt vời mà chúng ta cần nhận biết là mình cần Chúa, để chúng ta có thể có được mà chúng ta san sẻ ra cho những người xung quanh. Chúng ta cần sự sức giàu của Chúa. Chúng ta để ý đến tại đây cụm từ: mà tôi không có gì để đãi anh ấy. Chúa sử dụng hình ảnh của người Do Thái được Chúa Ngài dạy cho họ. Đó là khi chúng ta có khách đến nhà, chúng ta có trách nhiệm để chúng ta cho họ ăn. Và trong trường hợp này chúng ta thấy người này có bạn nửa đêm đến nhà của mình, và vì tinh thần trách nhiệm mà Chúa bảo phải cho người khách bộ hành ăn, anh ta thấy rằng mình không có, cho nên anh đã đi đến cái nơi mà anh biết rằng có bánh để có thể nhận được và đem về đãi cho bạn của mình. Và chúng ta thấy ở đây, anh đến, anh gõ cửa nhà có bánh, nhà bánh, để nhận được thức ăn, nhận được điều mà anh cần để có thể đãi cho người bạn của mình. Và chúng ta để ý một câu hết sức là quan trọng mà tôi vừa nhắc anh chị em tới đây, nó là chìa khóa của chúng ta.
Đó là chúng ta phải nhận biết mình không có. Khi chúng ta nhận biết mình không có, chúng ta sẽ đến với Chúa và chúng ta xin, chúng ta gõ cửa, chúng ta tìm kiếm. Thì Chúa ngài hứa với chúng ta rằng chắc chắn chúng ta sẽ có được. Như vậy chúng ta cần nhìn biết mình cần Chúa. Mình không có gì. Ô anh chị em, nhu cầu của những người xung quanh của chúng ta thì thật là nhiều. Nhất là nhu cầu thuộc linh. Chúng ta nhận biết mình không có. Không có sự sức giàu, không có bánh để đãi cho người đang có nhu cầu. Trừ trường hợp chúng ta nhận được từ nơi nhà có bánh để chúng ta có thể mang về và chúng ta phục vụ. Chúng ta nhận biết Chúa là nguồn cung cấp cho chúng ta. Và đây là điều hết sức là quan trọng. Anh chị em, ngày hôm nay trong giáo hội, nhiều hội thánh, chúng ta thấy rằng con dân của Chúa đã sống trong thái độ là mình đã có tất cả. Nhưng lời của Chúa ở tại đây cho chúng ta hình ảnh, và khi chúng ta nhận biết lẽ thật này, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa là nguồn cung cấp. Nếu không có sự cung cấp của Ngài, chúng ta sẽ không thấy được, chúng ta sẽ không có được những điều cần thiết để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người có cần. Đây là điều kiện rất quan trọng để chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sức giàu từ nơi Chúa, chúng ta cần biết và nói như người này nói, mà tôi không có gì để đãi anh ấy. Và chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin với sự thông biết, xin một cách không biết xấu hổ. Vì chúng ta biết rằng những người có nhu cầu, họ sẽ không được đáp ứng nếu chúng ta không bước ra khỏi thì giờ chúng ta tìm gõ, xin. Mà chúng ta không có gì mang theo thì chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ có một cái bụng đói, nhu cầu sẽ không được đáp ứng. Cho nên chúng ta thấy ở đây người này đã đến và gõ cửa. Mặc dù người ở trong nhà trả lời rằng đừng quấy rầy tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy lấy bánh cho anh được. Nhưng mà người này vẫn tiếp tục gõ bởi vì biết rằng mình không thể ra về tay không được. Anh chị em, trong thái độ khao khát như vậy, chúng ta cùng với con dân của Chúa từ 179 quốc gia, hơn 10.000 hội thánh của Chúa đang gõ cửa Chúa, đang tìm kiếm một sự sức giàu tươi mới từ nơi Chúa để chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu, để chúng ta có thể phục vụ những người đang có một bụng đói, đang có một nhu cầu lớn lao trong đời sống của họ. Họ có thể cần được sự chữa lành, họ có thể cần sự cứu rỗi, họ có thể cần sự giải cứu, và chúng ta sẽ không có gì để cho nếu Chúa không đáp lời cầu nguyện của chúng ta, hay là chúng ta không nhận được điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu, Ngài lấy hình ảnh đó để rồi Ngài đem đến một cái sự so sánh. Đó là nếu chúng ta là cha mẹ phần xác, con cái của chúng ta đến và xin chúng ta vì có nhu cầu, nó xin bánh, chúng ta không bao giờ cho nó đá. Nó xin cá, chúng ta không bao giờ cho rắn. Mà chúng ta sẽ cho con cái của mình điều mà nó cần. Thì Chúa Ngài đem cái sự so sánh không thể nào so sánh được ở đây để nói lên vấn đề. Đó là nếu chúng ta là cha mẹ, là những người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thai. Và Chúa Ngài kết luận một câu tuyệt vời tại đây. Đó là huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Khi anh chị em nhận biết được điều này, anh chị em sẽ xin với lòng tin và xin với một lòng mong đợi. Vì Cha hứa rằng Cha Ngài sẽ ban cho, Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Trở lại với công vụ chương 10 câu số 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giê-xu Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Cảm ơn Chúa, điều này cho chúng ta thấy lẽ thật kế tiếp. Đó là chúng ta cần nhận quyền năng của Chúa. Làm sao để nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh? Chúng ta phải khao khát. Chúng ta như người đi xin bánh này, nhận biết rằng tôi không có chi hết để đãi bạn của tôi. Tôi không có nếu không được đáp ứng. Chúng ta đến với Chúa trong lòng khao khát,
để chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa. Và trong tinh thần của sự khao khát này, dắt chúng ta đến một thái độ rất là quan trọng mà John Baptist đã nói ở trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu số 30. Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống. Ngài phải được dấy lên, tôi phải hạ xuống. Và chỗ này là chỗ rất là quan trọng. Khi chúng ta hạ mình xuống, chúng ta nhận biết mình không có. Và chúng ta hạ mình xuống ở trước mặt Chúa để chúng ta quyết tâm một điều, đó là Chúa phải được tôn cao, còn tôi thì phải hạ xuống. Khi chúng ta bước đi trong tinh thần khiêm nhường này, Chúa chắc chắn sẽ tuôn đổ ở trên chúng ta. Hãy để cái tôi của bạn, cái tôi quan trọng của bạn hạ xuống, và để Đức Chúa Giêsu và sự quan trọng của Ngài được tăng lên, để bạn nhận được Ngài nhiều hơn. Đây là điều hết sức là quan trọng mà chúng ta thấy John Baptist, người được Chúa Ngài sức giàu để làm người dọn đường cho Chúa, ông đã sống với tâm quyết này. Đó là Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống. Trong bước đường đi theo Chúa và kinh nghiệm của chúng tôi, đó là khi chúng tôi nắm bắt được lẽ thật này, thì Chúa Ngài luôn trân quý tinh thần của một người hạ xuống ở trước mặt Chúa. Tinh thần nhận biết được rằng việc chúng ta làm, mục tiêu của chúng ta, sự sức giàu của Chúa tuôn đổ trên chúng ta, sự đầy dạy Đức Thánh Linh mà chúng ta nhận được để chúng ta có thể giúp đỡ những người xung quanh, không phải để chúng ta được nổi danh, nhưng để Chúa của chúng ta được tôn cao. Để Chúa của chúng ta được tôn cao, chúng ta cần phải nhận biết được điều đó, rồi thì chúng ta sẽ nhận được điều mà Chúa Ngài sắm sẵn cho chúng ta. Thế nào? Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giêsu Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta thấy ở tại đây, điều thứ ba mà chúng ta học được từ công vụ chương 10 câu 38 này, đó là chúng ta sẽ đi ra, chúng ta làm phước và chúng ta chữa lành những người bị ma quỷ ức hiếp. Chữ làm phước ở tại đây có nghĩa là làm những việc tốt, những việc mang lại lợi ích. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nhớ, đây cũng là điều mà Chúa Giêsu báo rằng Chủ sẽ nói với đầy tớ của mình. Những đầy tớ biết quản lý các thứ ơn của Chúa, biết quản lý các ta lân một cách tốt đẹp, thì lời ban phước cũng như lời xác nhận của Chủ, khi cái người đầy tớ mà đã biết làm lợi ra các ta lân mà Chủ giao cho mình, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Anh chị em, chúng tôi muốn chuẩn bị cho anh chị em để anh chị em có thể trở nên những người quản lý các thứ ơn của Chúa một cách tốt đẹp. Hồi cho ngày chúng ta gặp Chúa, thì lời mà Chúa Ngài nói với chúng ta, đó là hỡi đầy tớ ngay lành trung tín của ta, được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Và đó là điều mà tôi ao ước anh chị em cũng sẽ mong đợi để chúng ta nghe từ nơi miệng của cứu Chúa của chúng ta. Đấng đã vì tội lỗi của nhân loại, đã chết để nhiều người được sống. Hầu cho hôm nay, hết thảy mọi người con Chúa, chúng ta sẽ sống cho Chúa mà thôi, ở trong ơn của Ngài, ở trong phước hạnh của Chúa. Chúng ta cần quyền năng của Đức Thánh Linh để Thánh Linh hành động ở trong chúng ta, để chúng ta có thể mang lại lợi ích cho người khác. Rất là quan trọng. Xin Chúa Ngài cho chúng ta nhận biết được điều đó, để chúng ta có thể chuyển tải sự chữa lành bệnh tật đến cho những người xung quanh. Chúng ta cần quyền năng Đức Thánh Linh hành động ở trong chúng ta, để giúp người có nhu cầu được lành lặn, tâm linh, linh hồn lẫn thể xác của họ được giải quyết, được đáp ứng nhu cầu, thì chúng ta cần Thánh Linh của Chúa hành động ở trong chúng ta và xuyên qua chúng ta, để giải cứu họ khỏi sự cai trị của ma quỷ mà đến sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cần Thánh Linh của Chúa hành động trong chúng ta. Chúng ta cần làm theo gương của Đức Chúa Giêsu trong cả hai việc, làm phước và làm việc siêu nhiên, chữa lành, giúp cho người ta được lành lặn và giải cứu họ, cho họ tự do đến với Chúa và được sự cứu rỗi. Chúng ta cần làm cả hai việc này. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, hội thánh của Chúa
đã thực hiện một công việc khá tốt, mặc dù chưa phải là trọn vẹn. Đó là chúng ta muốn con gái của Chúa đi ra để làm phước, làm những công việc giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Nhưng mà còn cái phần chữa lành thì chúng ta thấy rằng chúng ta biết là cái tài nguyên, cái nguồn để giúp cho chúng ta có thể mang sự chữa lành đến cho người ta đó thì không phải là tiền bạc hay là tài nguyên về vật chất mà chúng ta đi ra làm việc lành đó chúng ta có thể làm được. Nhưng chữa lành cho người ta, chữa lành cho những người bị ma quỷ ức hiếp thì chúng ta cần phải có quyền năng của Đức Thánh Linh ở trên đời sống của chúng ta. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Khi chúng ta được sự sức dầu của Chúa, Chúa sẽ dùng chúng ta để hủy diệt công việc của ma quỷ. Qua sự sức dầu của Đức Thánh Linh để chúng ta hủy diệt công việc của ma quỷ. Và chúng ta để ý trên ta đây, lời của Chúa quy cái việc người ta bị bệnh đó là sự ức hiếp của ma quỷ. Đây là một trong những lẽ thật mà khi chúng ta khám phá ra được, chúng ta sẽ biết chạy đến với Chúa để chúng ta nhận được sự tự do và sự chữa lành. Và khi nhận biết điều này, chúng ta cũng thấy rằng để đem lại sự chữa lành cho một người, chúng ta phải có quyền năng của Chúa để hủy phá công việc của ma quỷ, để giải cứu người ở trong ơn của Chúa là như vậy. Vì bệnh tật, chúng ta không bàn ở tại đây nguyên nhân gây ra bệnh một cách giải thích như là y khoa. Nhưng mà y khoa thì chúng ta biết rằng trả lời câu hỏi thế nào, bệnh nó xảy ra như thế nào. Còn Kinh Thánh thì trả lời câu hỏi tại sao một người có bệnh. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa xác nhận với chúng ta để Ngài, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Đây là một khám phá rất quan trọng cho chúng ta. Chúng ta thấy lời của Chúa ở tại đây xác nhận với chúng ta ốm đau, bệnh tật là sự ức hiếp của ma quỷ. Chúng ta phải nhận biết điều đó để chúng ta sẽ cứng rắn hơn, chúng ta sẽ quyết tâm hơn khi chúng ta phục vụ những người có nhu cầu. Vì họ đang nằm ở dưới một sự áp bức, chúng ta cần giải cứu họ. Chúng ta cũng thấy từ nơi lời của Chúa, Đức Chúa Trời không gây ra bệnh tật. Chúa có thể cho phép bệnh tật xảy ra, nhưng Ngài không phải là nguồn của bệnh tật. Đức Chúa Giêsu không xem bệnh tật là ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài đi ra, Ngài hủy phá công việc của ma quỷ bằng cách là chữa lành những người đau ốm. Ngài chữa mọi thứ bệnh. Matthew chương 4 câu 23 đến 24 chép: Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh ở trong dân. Anh chị em gạch dưới mấy chữ đó để chúng ta thấy: và chữa lành mọi thứ tật bệnh ở trong dân. Vậy danh tiếng của Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria. Người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay làm mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng bại sụi, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Đây là công việc mà Chúa Giêsu Ngài đã làm. Và chúng ta để ý đến tại đây, không có một cái bệnh nào mà trong cái nhìn của Đức Chúa Giêsu đó là Đức Chúa Trời cho chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài chữa cho tất cả. Ngài đã chữa lành mọi thứ tật bệnh ở trong dân, mọi tổn thương. Luca chương 4 câu 40: khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người và chữa cho họ. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài thực hiện ở đây để chúng ta thấy ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Ở đây chúng ta thấy tấm lòng của Chúa và chúng ta thấy công việc của Đức Chúa Giêsu. Ngài chữa lành cho hết thảy. Bởi vì đối với Chúa Giêsu, đó là sự ức hiếp của ma quỷ. Và Ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Anh chị em, khi chúng ta nhận được sự sức dầu từ nơi Chúa, chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng. Và đây là lý do tại sao
chúng ta đeo đuổi sự sức giàu. Chúng ta đeo đuổi một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh để chúng ta có ơn, có quyền của Chúa, để chúng ta thật sự tiếp nối công việc mà Chúa Giê-xu Ngài đã từng làm. Như Cha đã sai phái ta như thế nào, ta cũng sai phái các ngươi thầy ấy. Chúa Cha đã sai Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời đến để quỷ phá công việc của ma quỷ, và Ngài cũng muốn sai phái chúng ta. Cho nên chúng ta ước ao, chúng ta học hỏi, áp dụng cho chính mình, và cùng với chúng tôi, chúng ta phổ biến những sứ điệp này để giúp đỡ, dấy lên một đội ngũ của những người con Chúa, vâng lời Chúa, làm theo ý muốn của Ngài, để chúng ta sẽ kết quả càng hơn ở trong những ngày sắp đến. Và ước mơ của chúng tôi là Chúa cho chúng ta có một mức độ sức giàu mỗi ngày một gia tăng, hầu cho mọi thứ tật bệnh ở trong dân đều sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa, đánh bật đi, quỷ phá công việc của ma quỷ và giải cứu họ, cho họ kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Bệnh tật trong cái nhìn của Kinh Thánh qua câu Công Vụ chương 10 câu 38 này nhắc cho chúng ta, đó là bệnh tật là một sự xâm nhập bất hợp pháp vào vũ trụ của Đức Chúa Trời, giống như tội lỗi đã đi vào trong thế gian này. Và dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể sử dụng bệnh tật cho mục đích của Ngài, nhưng Chúa không phải là tác giả làm nên bệnh tật. Chúng ta nhớ như vậy. Chúa Giê-xu nêu lên những nguyên nhân gây ra bệnh tật. Đến từ tội lỗi. Mát chương 2 từ câu 1 đến câu số 5 cho chúng ta thấy cái bệnh tê liệt đó vì tội lỗi. Và Giăng chương 5 câu 14, bệnh què cũng đến từ tội lỗi. Và Roma chương 1 câu 24 đến 27, bệnh do phóng đãng tình dục của những người tính dục đồng giới, thì chúng ta thấy cũng do tội lỗi mà nó đến. Thứ hai, chúng ta thấy Chúa Giê-xu, lời của Chúa nêu ra nguyên nhân của bệnh tật, đó là đến từ Satan. Matthew chương 9 câu 32 đến 33, cái tà linh câm làm cho người ta bị câm điếc. Và khi Chúa đuổi quỷ câm điếc ra thì người ta đã nói lại được. Cảm ơn Chúa, anh chị em cũng thấy điều này thể hiện trong chức vụ của chúng tôi. Trong các năm gần đây, Chúa Ngài cho nhiều người câm điếc bẩm sinh đã được giải cứu, đã được sự tự do, đã có thể nói và nghe. Để chúng ta biết rằng khi chúng ta thực hiện công việc mà Chúa Ngài ban cho trong sự sức giàu của Chúa, có thể đem lại kết quả tuyệt vời như vậy. Và Mát chương 5 câu 1 đến 20, chúng ta thấy do tà linh khuấy rối, nhất là trong câu số 15. Rồi Luca chương 13 câu 11 và 16 thì có nói đến linh của bệnh tật. Và chúng ta thấy rằng khi Chúa đuổi quỷ nó ra thì người ta được lành ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta thấy có một điều nữa mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, đó là mục đích cao hơn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thấy ở trong Giăng chương 9 từ câu 1 cho đến câu số 7, người mù từ thuở sanh ra và người ta đến để hỏi Chúa Giê-xu, đó là vì tội của ai mà người này bị mù. Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài trả lời không phải tội của người đó, cũng không phải tội của cha mẹ, nhưng mà để mục đích của Đức Chúa Trời được thể hiện. Như vậy ở đây trong phạm vi này chúng ta không hiểu biết hết, nhưng mà ngoài cái trường hợp đặc biệt này thì chúng ta thấy tất cả những thứ bệnh khác, Chúa Ngài có ý định và ý muốn của Ngài là chữa lành và đem lại sự tự do cho con người của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giê-xu đến để giải cứu mọi nan đề của con người. Ngài đã gánh tội lỗi của thế gian, Ngài quỷ phá công việc của kẻ ác và Ngài chữa bệnh tật và đuổi quỷ. Đó là công việc của Chúa Giê-xu mà chúng ta thấy Ngài đã làm ở trên đất này. Và thật là phước hạnh để chúng ta là con gái của Chúa, chúng ta sẽ tiếp nối công việc của Chúa ở trên đất này. Thế nào? Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta bước qua điều thứ năm mà chúng ta có thể thấy được ở trong câu 38 này, Công Vụ chương 10, 38 này. Đó là chúng ta làm vui lòng Chúa. Khi được sự sức giàu, chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa vì chúng ta học theo gương của Đức Chúa Giê-xu.
đời sống của chúng ta sẽ trở nên nơi Chúa ngự, vui thích và có sự thoải mái ngự trị. Chúng ta để ý đến những tiêu chuẩn này. Như là nhà của một người thân thương, khi chúng ta đến đó, chúng ta ở tạm, chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta thấy như là nhà riêng của mình. Bởi vì cái không khí cũng như cái môi trường ở tại đó, chúng ta thấy thật là gần gũi. Bây giờ thử nghĩ đến ngôi nhà mà chúng ta cảm thấy khó chịu khi chúng ta đến. Để chúng ta thấy có thể là nhà tại đó, cái bầu không khí nó không giống như cái bầu không khí mà chúng ta quen thuộc. Cho nên chúng ta không cảm thấy như mình at home hay là ở nhà của mình. Chúa, Ngài có những tiêu chuẩn của Ngài để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa, Ngài ở với chúng ta luôn luôn, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Luca chương 7 từ câu 36 cho đến câu số 50 ghi lại cho chúng ta một cái câu chuyện và cũng dạy chúng ta những bài học hết sức là quan trọng mà chúng ta sẽ cùng học phần còn lại của bài học ngày hôm nay. Luca chương 7 câu 36 đến 50. Có một người Pharisee mời Đức Giê-xu ăn ở tại nhà của mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pharisee thì Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó. Nghe nói Đức Giê-xu đang ngồi bàn tại nhà người Pharisee, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi chân Chúa Giê-xu, khóc, xoa nước mắt ở trên chân của Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và sức dầu thơm cho. Người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy thì tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì cả hai không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Giê-xu rằng, người đoán phải lắm. Đoạn Ngài say lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước để rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc của mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Câu 46. Ngươi không sức dầu đầu ta, nhưng người này lấy dầu thơm sức cho ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết. Vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng, người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Cách mà người đàn bà này đã phục vụ Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy những cái chìa khóa để chúng ta có thể được Chúa ở cùng chúng ta luôn luôn, ở trong sự hiện diện của Ngài. Vì thật là phước hạnh để chúng ta có thể đón rước sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta để ý đến ở đây, câu số 38, người đứng đằng sau nơi chân Đức Giê-xu khóc, xoa nước mắt ở trên chân của Ngài, rồi lấy tóc của mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và sức dầu thơm cho. Chúng ta thấy ở đây một số những hình ảnh bà khóc lóc, nói đến sự ăn năn tội lỗi. Nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay, họ muốn đi đường tắt trong công việc này. Cho nên Chúa không thể thoải mái bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách thường trực ở trên đời sống của họ. Vì tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy ở đây, người đàn bà này cho chúng ta thấy một tấm gương rất là quan trọng. Bà khóc, nói đến hình ảnh của sự ăn năn. Khi chúng ta có những cái vấp ngã ở trong đời sống của chúng ta, lập tức đến với Chúa trong sự ăn năn để nhận sự tha thứ của Ngài, để rồi mối liên hệ của chúng ta
lại được mắc lại. Như căn nhà của chúng ta, để chúng ta có thể đón tiếp khách, thì chúng ta phải giặt giũ, chúng ta phải lau chùi bàn ghế, chúng ta phải quét nhà, dọn nhà cho sạch sẽ, để nói lên cái tấm lòng hiếu khách của chúng ta. Đời sống của chúng ta, thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa. Nếu chúng ta muốn Chúa ngài ngự trị và bày tỏ sự sức giàu, sự hiện diện của ngài một cách đầy dẫy, chúng ta phải biến cuộc đời của chúng ta, thân thể chúng ta làm nơi mà Chúa ngài có thể vui thoải mái mà ngự trị trong đời sống của chúng ta. Bà khóc. Thứ hai, chúng ta thấy bà hôn chân Chúa. Cái chữ hôn ở tại đây, ở trong nguyên tác, mang hình ảnh của sự thờ phượng. Ngày xưa, khi mà một người ra mắt một vị vua, thì chúng ta thấy những thần dân cúi xuống hôn chân của vua. Ở tại đây, người đàn bà này đã bày tỏ trong hành động. Bà cúi xuống, bà hôn chân Chúa như là cái tư cách của một người thờ phượng Chúa. Bà đã làm công việc mà chúng ta cũng cần nhớ để chúng ta có thể rút tỉa những bài học làm chìa khóa để chúng ta có thể có Chúa ở cùng chúng ta luôn luôn. Và thứ ba là bà sức dầu thơm. Bà sức dầu thơm cho đầu Chúa. Bà đem một cái bình dầu quý giá theo với bà. Khi bà nghe tin Chúa Giê-xu ở nhà của người Pha-ri-si. Và chúng ta biết ở tại đây là bà thừa biết những người Pha-ri-si thì họ khinh miệt những người tội lỗi. Thì chúng ta biết rằng họ kể người tội lỗi và người thu thuế đó là những người không xứng đáng để họ tiếp xúc. Nhưng mà khi bà nghe Chúa Giê-xu đang ở trong nhà của người Pha-ri-si này, bà muốn đến để thờ phượng Chúa, để phục vụ Chúa. Có lẽ bà đã bất chấp những cái nhìn của những người trong nhà đó. Chúng ta biết rằng bà không có được mời, nhưng mà bà đến. Khi bà đến thì bà không đi tay không. Bà mang một bình dầu quý giá đến để thờ phượng Chúa, để ngợi khen Chúa. Đây là một tinh thần rất là cần thiết để chúng ta có thể nhận được sự sức giàu từ nơi Chúa. Để Chúa ngài ở cùng với chúng ta một cách thường trực. Để chúng ta làm những người mang sự hiện diện của Chúa đi với chúng ta khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào chúng ta đến là Chúa đến với chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta tiếp xúc thì Chúa ngài cũng tiếp xúc với hoàn cảnh đó vì Chúa ngài ở cùng chúng ta. Đó là gương, đó là chìa khóa mà Đức Chúa Giê-xu ngài đã thực hiện thánh vụ của ngài trên đất. Xin Chúa cho chúng ta cũng kinh nghiệm được điều đó. Bây giờ cho tôi chia sẻ với anh chị em cách để chúng ta có thể qua cánh cửa này, bước vào trong sự hiện diện của Chúa và được ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúa ở trong chúng ta một cách thường trực. Chúng ta hiểu biết như người đàn bà này đã sức dầu thơm cho Chúa trong sự ngợi khen. Bà đã làm công việc mà Chúa Giê-xu ngài nhận và ngài đã có lời khen bà. Bà đã làm công việc này trong đức tin. Bà biết rằng có những cặp mắt đang theo dõi, đang soi mói. Như chúng ta thấy rằng Simon người Pha-ri-si tại đây, ông nói thầm ở trong lòng, nếu Đức Giê-xu thật là một tiên tri thì biết cái người đàn bà xấu nết này đang lấy tóc của mình chùi chân Chúa, đang hôn chân Chúa, đang đập bể chai dầu của mình để sức ở trên đầu của Chúa. Ông có những suy nghĩ đó, nói đến một cái nhìn khinh miệt. Nhưng mà người đàn bà này đã đến ở trong tinh thần thờ phượng, đến ở trong tinh thần ngợi khen Chúa, và Chúa Giê-xu ngài đã tiếp nhận công việc của bà. Như ngày xưa chúng ta thấy hai sự thờ phượng của Ca-in và A-ben. Một người thờ phượng theo như cái cách mình hiểu, và tôi tin rằng A-ben thì ông thờ phượng Chúa theo như điều mà Chúa ngài đã bày tỏ ngài muốn nhận cái sự thờ phượng bằng của lễ những con hy sinh, chứ không phải là lúa mì ngũ cốc như Ca-in đã chọn để mà dâng cho Chúa. Sự thờ phượng của người đàn bà này đã được nhậm như sự thờ phượng của A-ben đã được nhậm. Chúng ta cần hiểu biết quyền năng của sự ngợi khen. Ngợi khen là gì? Ngợi khen là chúng ta nói tốt,
là bày tỏ lòng ngưỡng mộ, là chúng ta tán dương, là chúng ta tán mỹ, chúng ta chúc tụng, chúng ta ca tụng và tôn cao. Khi nói đến chúng ta ngợi khen Chúa, thì chúng ta cần nhớ, lời khen là nói hay là hát về Đức Chúa Trời. Ngài kỳ diệu biết bao, việc Ngài đã làm cho chúng ta thật là kỳ diệu biết bao, và chúng ta bày tỏ bằng hết cả tấm lòng của mình. Anh chị em, đối với chúng ta là Hội Thánh của Chúa VBC Houston, thì sự ngợi khen là điều hết sức là quan trọng. Năm 1990, khi chúng tôi khám phá ra cái chìa khóa này, thì đã hướng dẫn Hội Thánh của Chúa, và đối với chúng tôi, sự ngợi khen là việc quan trọng ở trong thời giờ nhóm lại. Nó quan trọng đến độ chúng ta biết rằng nếu thiếu sự ngợi khen, thì chúng ta biết rằng chúng ta không thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa, vì Chúa ngự giữa những tiếng hát ngợi khen của dân sự của Ngài. Và cho chúng tôi dẫn anh chị em đi xa hơn nữa trong lẽ thật của lời của Chúa, để chúng ta thấy cái sự ngợi khen rất là quan trọng. Và chúng ta cần nắm bắt cái chìa khóa này mà Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta mở cửa đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Sự sức giàu là đầy dẫy sự hiện diện của Chúa. Chúng ta xin Chúa Ngài cho chúng ta nắm bắt được chìa khóa này. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ, đó là ngợi khen có sức mạnh hơn cầu nguyện. Chúng ta là những người, cũng là những con người cầu nguyện. Nhưng mà cho tôi nhắc anh chị em là sự ngợi khen có sức mạnh hơn là cầu nguyện. Trong trường hợp của Phi-e-rơ ghi lại chúng ta trong Công vụ chương 12, Kinh Thánh ghi lại chúng ta là Hội Thánh cầu nguyện cho người không thôi. Rồi chúng ta thấy tại đây, để đáp ứng lại với lời cầu nguyện của Hội Thánh, thì Đức Chúa Trời Ngài đã sai thiên sứ đến để đáp lời. Công vụ chương 12 câu 7 cho đến câu số 10 cho chúng ta thấy. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn của Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng, hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay của người. Kế đến thiên sứ nói rằng, hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo, thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi. Khi lên đằng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Tôi muốn chứng minh cho anh chị em, khi Hội Thánh của Chúa tha thiết cầu nguyện, thì Chúa Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện. Và cách mà Chúa Ngài đáp lời đó là Ngài sai thiên sứ để mang sự đáp lời đến. Chúng ta ghi nhớ cái điều đó để chúng ta thấy. Rồi trong sách Daniel, chúng ta thấy ba lần thiên sứ được sai xuống từ trời để có thể đáp ứng lời cầu nguyện của các thánh đồ. Daniel chương 10 câu 10 đến 14. Đoạn, người bảo ta rằng, hỡi Daniel, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu hạ mình ngươi xuống ở trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Song vua nước Pharisơ đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Mikael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Pharisơ. Bây giờ, ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt, vì sự hiện thấy này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Chúng ta thấy tại đây một lần nữa, khi Daniel cầu nguyện, ông hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện, thì cách mà Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện của ông là Chúa sai một thiên sứ đem sứ điệp từ nơi Chúa đến để chuyển giao, để đến với Daniel. Một lần nữa chúng ta thấy điều đó. Để chúng ta lùi lại với Daniel chương 9, câu 3, từ câu 21 đến câu 22. Chúng ta thấy, ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khẩn nguyện nài xin với sự kiêng ăn, mặc bao gai đội tro mà tìm. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta, độ lúc dân của lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói với ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi.
Chúng ta để ý đến tại đây, chúng ta thấy khi thiên sứ của Chúa đáp được Chúa ngài sai phái để đem sự đáp lời của Chúa đến cho Daniel, thì ở trong công vụ chương 10 có một cái sự mặc khải từ nơi lời của Chúa cho chúng ta thấy tại đây. Đó là khi thiên sứ Gabriel trên đường đem cái sự đáp lời của Chúa đến cho Daniel, thì chúng ta thấy rằng ông đối diện với vua của nước Pharisee đã ngăn trở ông trong 21 ngày. Chúng ta thấy có một cuộc chiến xảy ra giữa thiên sứ của Chúa và quỷ sứ. Vua của Pharisee tại đây, tôi tin chắc là loại quỷ đã được Satan cắt đặt để cai trị ở trên nước Pharisee, cho nên được gọi là vua của Pharisee. Vì con người, nếu mà là vua là con người của người Pharisee, thì chúng ta biết rằng không thể nào có thể đánh trận với thiên sứ của Chúa được. Nhưng mà đây phải là vua của Pharisee, tại đây phải là một linh, đây phải là một quỷ sứ. Thì chúng ta thấy rằng có một trận chiến xảy ra tại đây, mà nó đã tốn thiên sứ Gabriel lên đến 21 ngày. Bởi vì ngay từ ngày đầu, khi Daniel hạ mình xuống cầu nguyện để xin Chúa bày tỏ tương lai của dân sự của ông, đất nước của ông, thì Chúa đã nghe và sai Gabriel mang sự đáp lời đó đến. Nhưng mà trên đường mang sự đáp lời của Chúa, đáp lời cầu nguyện đến, thì chúng ta thấy rằng vua Pharisee đã ngăn chặn. Và chúng ta thấy tại đây Gabriel phải cần một cái sự tiếp diện của một thiên sứ khác, là thiên sứ của chiến trận, là thiên sứ Michael, đến để có thể giữ chân của kẻ thù là vua của Pharisee, để Gabriel có thể đến với Daniel mà đem cái sự đáp lời của Chúa đến cho ông. Điều này cho chúng ta thấy một lẽ thật khác rất là quan trọng. Đó là chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là đấng đáp lời cầu nguyện. Và Chúa sai thiên sứ của Chúa đem cái sự đáp lời đến cho con dân của Chúa. Nhưng mà có những cái lực ngăn trở có thể cản trở khiến cho sự đáp lời đó chậm đến. Điều này cũng dạy chúng ta một bài học là chúng ta khi cầu nguyện, chúng ta phải kiên trì, đừng bỏ cuộc quá sớm. Chúng ta để ý, nếu Daniel, ông ngưng ở trong ngày thứ hai, thì chắc thiên sứ phải quay trở về thiên đàng. Nếu ông ngưng trong ngày thứ ba, và có thể ngưng lên đến ngày thứ 20 nữa. Nhưng mà chúng ta thấy tới đây ông kiên trì, dù ông không biết ở trong linh giới chuyện gì đang xảy ra, ông kiên trì cầu nguyện. Đến khi Gabriel đến nơi thì báo cho ông biết một cái lẽ thật, đó là ngay từ ngày đầu, Chúa đã nghe và đáp lời cầu nguyện. Và Chúa gọi, sai thiên sứ của Chúa để nói với Daniel rằng người được Chúa yêu, ông là người cầu nguyện và Chúa ngài yêu ông. Mà ở tại đây chúng tôi muốn chứng minh cho anh chị em một cái sự thật, đó là khi Chúa đáp lời cầu nguyện, Chúa ngài thường sai thiên sứ của ngài để đem sự đáp lời đến cho chúng ta. Daniel chương 6 câu 19 đến 22 cho chúng ta thấy một hình ảnh khác. Bây giờ Daniel tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ của ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy Chúa đã sai thiên sứ của ngài để bịt mồm sư tử, khiến cho nó không thể hại được mạng sống của Daniel. Điều này nhắc chúng ta một lẽ thật rất là quan trọng ở tại đây nữa. Đó là Chúa ngài có thể sai thiên sứ của ngài đến để giúp đỡ chúng ta. Vì các thiên sứ là các thần hầu việc được Chúa ngài sai phái xuống thế gian này để phục vụ những người đã có tên trong danh sách sự sống của Chúa, là hưởng sự cứu rỗi của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta trân quý điều này. Có sự có mặt của các thiên sứ để mang sự đáp lời của Chúa đến cho chúng ta. Nhưng các thiên sứ dù là đầy quyền năng, nhưng mà không phải là toàn năng. Nhưng mà Chúa của chúng ta mới là Chúa toàn năng. Không có một quỷ nào có thể ngăn cản bước tiến của Chúa, không thể ngăn cản công việc của Chúa.
Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta muốn chính Ngài sẽ đến với chúng ta. Chúng ta muốn Chúa Ngài ở cùng chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, như Đức Chúa Giêsu đã kinh nghiệm. Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời luôn ở cùng Ngài, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Anh chị em có muốn kinh nghiệm Chúa ở với chúng ta luôn luôn không? Cảm ơn Chúa. Tôi thấy anh chị em amen với điều này. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài cho chúng ta chìa khóa. Và cho tôi hướng dẫn cho anh chị em tại đây. Đó là ngợi khen có sức mạnh hơn cầu nguyện. Làm sao tôi biết? Vì Thi Thiên 68 câu 1 câu 2 lời của Chúa chép: Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn ở trước mặt Ngài. Như khói tỏa thể nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy. Như sáp tan chảy trước lửa làm sao, những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài sẽ trỗi dậy. Và khi Chúa Ngài trỗi dậy, Ngài đến với chúng ta, thì Ngài sẽ khiến kẻ thù nghịch của Ngài bị tản lạc và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn ở trước mặt Ngài. Như khói bị gió thổi một cái thì nó tan biến như thế nào, thì như sáp tan chảy trước lửa ra sao, thì sự hiện diện của Chúa sẽ đánh bại những kẻ thù của chúng ta và những ngăn trở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Phao-lô và Si-la. Đối với tôi thì khi học bài học này, nó là một sự khám phá tuyệt vời. Ở trong công vụ chương 16, chúng ta nhớ vì cái việc mà Phao-lô giải cứu người đầy tớ gái bị quỷ phi tôm ám để có khả năng bối khoa làm lợi cho chủ. Khi Phao-lô đuổi quỷ ra khỏi người đầy tớ này, thì chủ của nó thấy và ghét, cho nên đã đi và lôi Phao-lô đến ở trước quan để xử. Họ đánh đòn, rồi họ nhốt Phao-lô và Si-la ở trong ngục thất. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở trong công vụ chương 16 câu số 25 một cái chìa khóa tuyệt vời mà chúng ta thấy được tại đây. Câu 25 chép: Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Cảm ơn Chúa, Phao-lô và Si-la cầu nguyện, nhưng thiên sứ chưa đến. Khi họ chuyển qua ngợi khen, thì Đức Chúa Trời toàn năng đã bước đến. Cảm ơn Chúa. Trong câu 26 chép: Thình lình có động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thải đều tháo cả. Ngợi khen Chúa. Khi họ cầu nguyện, thì chúng ta biết rằng Chúa có thể sai thiên sứ để mang sự đáp lời đến. Nhưng mà khi họ chuyển qua hát ngợi khen, thì chuyện gì đã xảy ra? Chính Chúa đã đến. Vì Chúa Ngài ngự giữa tiếng hát ngợi khen của tuyển dân của Ngài. Chính Chúa Ngài đã đến, và Ngài có mặt thì chúng ta biết rằng có những biến chuyển lớn lao. Khi Phao-lô và Si-la họ chuyển qua sự ngợi khen, thì chính Đức Chúa Trời Ngài đã ngự xuống. Làm sao tôi biết? Kinh Thánh cho chúng ta đó là có một cơn động đất mà Thi Thiên cho chúng ta biết lý do tại sao. Thình lình có động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thải đều tháo cả. Đây phải là một cơn động đất lớn lắm. Và Thi Thiên 114 câu 7 cho chúng ta biết lý do tại sao đất rúng động. Hỡi đất, hãy rung rẩy trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Và Thi Thiên 18 câu số 3, số 6 và số 7 cho chúng ta thấy một hình ảnh phước hạnh. Vì Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen. Tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Trong cơn gian trưng tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai của Ngài. Bây giờ đất động và rung, nền của các núi cũng lay chuyển và rung động, vì Ngài nổi giận. Khi Chúa Ngài đáp lời, chính mình Ngài đến, thì chúng ta thấy rằng sẽ có sự rung động. Xiềng xích sẽ rớt xuống, cửa ngục sẽ mở toang ra. Anh em còn nhớ Esai 61 và Luca chương 4 mà Chúa Giêsu Ngài đã xác nhận hôm nay đã được ứng nghiệm
những lời tiên tri đó. Có một sự bứt phá, xiềng xích sẽ được tháo gỡ. Cảm ơn Chúa. Cửa ngục tù sẽ được mở ra để những người bị giam cầm sẽ kinh nghiệm được sự tự do. Thì phước hạnh này thật là lớn lao khi Chúa ở với chúng ta và khi Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em hãy như người đàn bà này. Chẳng những chúng ta khóc trong sự ăn năn để chúng ta được Chúa nghe tha thứ. Sau khi chúng ta thật lòng ăn năn, chúng ta đứng lên, chúng ta thờ phượng Chúa, cúi xuống hôn chân của Ngài. Nhưng mà chúng ta không dừng lại tại đó. Chúng ta sức dầu cho đầu của Chúa, nói đến những tiếng hát ngợi khen ở trong ơn của Chúa. Vì Khải Huyền chương 5 câu 7 đến câu 8 chép: Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống ở trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng ta để có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, chúng ta cần là những kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Cây đàn từ đây nói đến sự ngợi khen. Bình vàng đầy hương là sự cầu nguyện. Khi chúng ta tha thiết cầu nguyện và chúng ta ngợi khen, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Ngợi khen có sức mạnh hơn sự cầu nguyện. Và chúng ta thấy điều đó đã thể hiện. Chúng ta nhớ trong chức vụ của Đức Chúa Giê-xu, Ngài luôn cảm tạ ngợi khen. Chúng ta còn nhớ khi Chúa chuẩn bị để quá bánh đãi ra cho 5.000 người ăn. Thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên ngợi tôn Cha. Thì có đủ bánh để đãi 5.000 người từ 5 cái bánh và 2 con cá. Nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta học biết điều này để chúng ta luôn luôn ở trong tinh thần ngợi khen Chúa. Cảm tạ Ngài, ngợi khen Chúa vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ làm việc lớn của Ngài. Ngợi khen Chúa. Đức Chúa Giê-xu nói một điều rất rõ về cầu nguyện để cho chúng ta thấy tại đây mà chúng tôi đã chứng minh cho anh chị em. Ma-thi-ơ chương 26 câu 53: Ngươi tưởng ta không thể xin Cha lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Khi xin, khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Cha có thể lập tức ban cho chúng ta sự hiện diện của thiên sứ của Chúa để mang sự đáp lời của Chúa đến với chúng ta. Thiên sứ luôn đáp ứng lời cầu nguyện theo lệnh của Đức Chúa Trời. Cho nên được gọi là các thần hầu việc là như vậy. Cảm ơn Chúa. Hebrew chương 1 câu 14 nhắc cho chúng ta: Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Cảm ơn Chúa. Thiên sứ đáp ứng với lời cầu nguyện, trong khi Đức Chúa Trời thì Ngài đáp ứng trực tiếp đến sự ngợi khen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy và nắm bắt được chìa khóa này. Đối với tôi đây là một khám khóa tuyệt vời ở trong cuộc đời và linh trình trong sự hầu việc Chúa cũng như hướng dẫn Hội Thánh VBC Houston của chúng ta. Khám phá ra sức mạnh của sự ngợi khen. Khám phá ra Đức Chúa Trời, Ngài rất yêu thích sự ngợi khen. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa có thể sai thiên sứ của Chúa đến. Nhưng mà khi chúng ta ngợi khen thì chính Chúa, Ngài sẽ đến. Và khi Chúa đến thì mọi việc đều sẽ xảy ra một cách phước hạnh. Người đàn bà này đã tạo nên một nơi cư trú trong sự thờ phượng và tôn quý Chúa, khiến cho Chúa Giê-xu thoải mái ngự trị. Và Ngài nhìn nhận công việc của bà, Ngài trân quý công việc của bà, và Ngài đem đến một cái sự so sánh với người Pharisee là người giữ theo luật pháp của Chúa. Chúa nói: Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước để rửa chân. Nhưng người đàn bà này lấy nước mắt rửa chân của ta, rồi lấy tóc mà chùi. Rồi người đàn bà này đã làm một điều hết sức là tuyệt vời. Đó là lấy dầu quý giá của mình,
sức cho Chúa. Đối với Chúa, sự ngợi khen là điều rất là quý giá. Nhất là chúng ta ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta chọn ngợi khen Chúa bất cứ lúc nào, mọi lúc, mọi nơi. Chúa nghe trân quý tinh thần đó. Vì ngợi khen là chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta tán mỹ Chúa, chúng ta nói tốt về Ngài. Và Chúa Ngài yêu thích sự ngợi khen của con dân của Chúa. Thế nào? Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giê-xu Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Để Ngài đi từ nơi nọ đến chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chữ vì tại đây cho chúng ta thấy tất cả những điều ở trên nó được treo ở trên hay là nó được siết chặt vào cái bản lề rất là quan trọng này. Vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì khi Chúa ở cùng chúng ta, Ngài đổ sự sức dầu của Ngài, sự hiện diện của Ngài ở trên chúng ta. Khi Chúa Ngài ở cùng chúng ta có thể trở nên những người hữu ích. Chúng ta có thể đi ra, đi từ nơi nọ đến chỗ kia. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cho để trong những ngày sắp đến, anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự sức dầu của Chúa là kết quả của những thời giờ chúng ta ở riêng với Chúa, ở trong sự ngợi khen thờ phượng Ngài. Chúng ta được Chúa đông đầy đời sống của chúng ta và đi cùng chúng ta để chúng ta sẽ đi từ nơi nọ đến chỗ kia. Chúa sẽ sai phái chúng ta đi từ thành này đến thành khác, địa điểm này đến địa điểm khác, bởi vì nhiều người cần được sự giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng sự sức dầu và ân của Chúa đổ xuống cho chúng ta trong thời kỳ cuối rốt này để chúng ta kết quả một cách lớn lao, kết quả một cách rộng lớn, để chúng ta đưa nhiều người đến với Chúa, hầu cho hội thánh của Chúa sẽ đông đảo người nghinh đón Chúa, Ngài Chúa Ngài trở lại. Xin Chúa Ngài sức dầu để chúng ta sẽ đi từ nơi nọ đến chỗ kia, và nơi nọ đến chỗ kia của chúng ta sẽ là rộng lớn. Ở tất cả những nơi có nhu cầu, Chúa Ngài tìm thấy được những con người yêu Chúa, khao khát sự sức dầu, nhận biết được rằng tôi không có chi hết để đãi bạn của tôi. Và chúng ta đến với Chúa, chúng ta nhận Chúa Ngài sẽ đông đầy chúng ta, ban phước trên chúng ta và sai phái chúng ta. Như Chúa Cha đã sai phái Chúa Giê-xu như thế nào, Ngài cũng sai phái chúng ta tại đó. Cảm ơn Chúa. Có giúp đỡ được anh chị em không? Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài dạy dỗ chúng ta ở tại đây. Cảm ơn Chúa. Tôi xin Chúa cho để bài học này tạo nên trong anh chị em một khải tượng, hình dung và thấy được như Cha đã sai phái Chúa Giê-xu, Ngài đi từ nơi nọ đến chỗ kia. Khi Chúa Ngài đã được xuất dầu bởi Thánh Linh của Chúa, thì Chúa Giê-xu đã đi từ nơi nọ đến chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy, chữa lành hết thảy. Anh chị em, ở trong mạng lưới phục hưng của chúng ta đã kinh nghiệm Chúa Ngài làm cho rất là nhiều người kinh nghiệm được sự chữa lành, Chúa sử dụng chúng ta, nhưng chưa phải là hết thảy. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta tấn tới ở trong ơn của Ngài. Đó lý do tại sao chúng tôi rất là đồng tình và phấn khích ở trong tấm lòng khi chúng ta cùng hiệp ý với hội thánh của Chúa trên 179 quốc gia cầu nguyện, ngợi khen Chúa. Chúng ta chọn có những ngày thứ ba và những tuần ở trong 10 tuần qua, chúng ta chọn ngợi khen Chúa. Chúng ta chọn nhìn lên Chúa của chúng ta, vì chúng ta chờ đón sự hiện diện của Chúa ở cùng chúng ta, sức dầu trên chúng ta để chúng ta sẽ kết quả. Vậy chúng ta đã có lòng tin bên kia của cơn dịch COVID-19 này. Hội thánh của Chúa sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hội thánh của Chúa sẽ được ơn của Chúa hơn bao giờ hết. Hội thánh của Chúa sẽ được Chúa Ngài sử dụng hơn bao giờ hết. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Ngài vì những ngày chúng ta được nghỉ ngơi để học tập. Những ngày chúng ta được Chúa Ngài cho chúng ta được ở riêng với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi tin rằng đời sống cầu nguyện của anh chị em đã được Chúa Ngài làm cho nó tươi mới. Tôi tin rằng tinh thần ngợi khen thờ phượng của anh chị em đã được Chúa Ngài nhìn thấy.
Bởi vì đến nhà thờ mà chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa là dễ, bởi vì chúng ta có những anh chị em ở trong ban hát dẫn giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng ở tại nhà, ở giữa những tiếng ồn ào của phòng khách của mình hay là chỗ mà chúng ta theo dõi thờ phượng, mà anh chị em vẫn mạnh mẽ, dạn dĩ để ngợi khen Chúa, tôi tin rằng nói lên tấm lòng của chúng ta thật sự muốn ngợi khen Chúa mọi lúc mọi nơi. Chúa Ngài nhìn thấy điều đó và chắc chắn Chúa Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta là như vậy. Amen. Xin Chúa Ngài làm ơn trên mỗi chúng ta. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện và ngợi khen Chúa. Có thể trong phần cuối này anh chị em không có những người hát dẫn để giúp cho anh chị em, nhưng mà hãy cất tiếng hát Hallelujah. Hãy nói với Chúa ngợi khen Ngài như Phaolô và Sila ở trong tù, ở trong ngục thất. Lưng của họ vẫn còn những vết thương rướm máu, đang ra máu. Làm sao chúng ta biết điều đó? Vì thầy cai tù, sau khi gia đình được cứu thì đã đem hai người ra và rửa vết thương cho. Ở trong lúc đó họ không có nhạc công, nhưng mà họ ngợi khen một cách không hổ thẹn. Họ ngợi khen lớn đến độ tất cả mọi tù phạm ở trong cái nhà tù đó đều nghe hết. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện và chúng ta sẽ dành thời giờ để anh chị em ngợi khen Chúa. Trong ngôn ngữ thiêng liêng, nếu anh chị em có ngôn ngữ có ân tứ tiếng lạ, hãy ngợi khen Chúa ở trong ngôn ngữ đó. Anh chị em thuộc những cái dòng, những cái bài hát nào mà trong những ngày qua chúng ta thấy rằng nó nói lên được tấm lòng của chúng ta muốn nói với Chúa, chúng ta sẽ ngợi khen Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cha kính yêu, chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa của chúng con là đấng yêu thương nhân loại lạc mất. Ngài đã đến để tìm và cứu những con người lạc mất. Và Ngài cũng đã đặt tấm lòng yêu thương này và trọng trách này trong cuộc đời của chúng con, để chúng con có thể hoàn tất sứ mạng vĩ đại của Chúa. Để chúng con thấy những người thân thương của chúng con, gia tộc của chúng con, dân tộc của chúng con sẽ được cứu. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa Ngài có một kế hoạch tuyệt vời và được bày tỏ ra. Như Chúa đã sai phái Đức Chúa Giêsu đi vào trong thế gian như thế nào, thì chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài cũng sai phái chúng con thế. Để cùng với Thánh Linh, cùng một Đức Thánh Linh đã từng làm việc ở trên thánh vụ của Đức Chúa Giêsu ở trên đất này, cũng sẽ làm việc trên cuộc đời của mỗi người chúng con. Và Cha sẽ làm những công việc lớn của Ngài. Nên chúng con ngợi khen Chúa vì kế hoạch, phước hạnh, quyền năng của Ngài đã được định để đổ xuống như điều Cha hứa, xin đổ xuống ở trên anh chị em chúng con trong thời giờ này. Đổ xuống Chúa giấu một cách đầy dậy. Sự hiện diện của Ngài mang đến cho chúng con sự sức dầu quyền năng để chúng con có thể làm được những công việc siêu nhiên như Chúa Giêsu đã từng làm, đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài, xin hành động. Chúng con cảm ơn Ngài giờ này, xin rót đổ sự hiện diện của Ngài trên anh chị em của chúng con một cách hiển lộ. Cảm ơn Chúa Ngài ở trong chúng con, Ngài luôn ở cùng chúng con vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn tại. Nhưng giờ này Chúa giáo xin bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài như là một sự sức dầu bao trùm ở trên mỗi anh chị em chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Thánh Linh ơi, xin đến đông đầy chính mình Ngài ở trên mỗi anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Ngài khen Chúa, Ngài khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em bây giờ tại chỗ của mình, hãy hát cho Chúa bài hát từ nơi tấm lòng của chúng ta. Ngợi khen Chúa của chúng ta trong ơn của Ngài. Chúa đáng nhận những tiếng hát ngợi khen của chúng ta trong thời gian này. Cảm ơn Chúa. Con chúc tụng Ngài vì ân điển diệu kỳ của Ngài đã thể hiện ở trên đời sống của con. Con không xứng đáng một chút nào. Con không có gì. Nhưng cảm ơn Chúa, tất cả đều đến từ Chúa ở trong ơn của Ngài. Nên chúng con ngợi khen Chúa vì sự chu cấp của Chúa. Chúc tụng Ngài. Hallelujah. Lạy Chúa, có những giây phút mà chúng con
trong những ngày mà chúng con đối diện với cơn dịch COVID này. Chúng con đã cất tiếng hát Hallelujah. Chúng con dấy lên một tiếng hát Hallelujah để có thể bịt miệng cái sự vô tính ở trong chúng con, sự sợ hãi trong chúng con. Vì chúng con chọn ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã làm công việc của Ngài. Ngài đã đến và đem sự bình an chiếm hữu tâm lòng và đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúc tụng Chúa chúng con. Hallelujah. Chúng con cũng mượn lời của bài hát Đấng mở đường. Chúa là đấng mở đường. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúa là đấng làm phép lạ. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa chúng con là đấng giữ những lời hứa của Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa. Ngài là ánh sáng soi ra trong nơi tối tăm. Và ánh sáng của Ngài ở trong chúng con cũng sẽ làm việc và đem ánh sáng của Ngài vào trong những nơi tối tăm. Chúng con chúc tụng Ngài, chúng con ngợi khen Ngài. Và Chúa ơi, như lời của bài hát, chúng con ngợi khen Chúa. Thì có những lúc chúng con không thấy, chúng con không cảm nhận được. Nhưng Chúa, Ngài không bao giờ ngưng nghỉ công việc của Ngài. Như Chúa, Ngài đang làm cho chúng con ở trong thời giờ này. Hành động, làm việc để chúng con được Chúa Ngài mang chúng con vào ở trong thời giờ học hỏi này để chúng con được trang bị. Chúng con ngợi khen Chúa của chúng con. Chúng con chúc tụng Ngài. Nguyện xin công việc của Chúa sẽ tuôn đổ ra trên mỗi một chúng con xuyên qua đời sống của chúng con để muôn người sẽ được cứu trong những ngày sắp đến. Chúng con chúc tụng Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúc tụng Chúa của đó. Chúng ta anh chị em hãy kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới trong đời sống của mình và sẵn sàng để thuộc lại công việc của Chúa cho nhiều người ở trong ơn của Chúa, ở trong phước hạnh của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có những nhu cầu cần được cầu nguyện, chúng tôi ghi nhận ở tại đây và chúng ta sẽ cùng đến với Chúa và chúng ta cùng cầu nguyện ở trong ơn của Chúa. Chúng ta hiệp ý với anh Minh Tính và chúng ta cầu nguyện cho những người học trò của anh có những cái nhu cầu cần được sự chữa lành từ nơi Chúa trong thời gian này. Cho dấu chúng con đến với Chúa ở trong thời gian mà chúng con dâng Nguyễn Thị Thanh Yến bị đau bụng đã 4 năm qua. Chúng con xin Chúa Ngài thương xót ở trên người học trò này của Tính, đem lại sự chữa lành trong ơn của Ngài. Ô Đức Chúa Trời của chúng con, bác sĩ y khoa không tìm được bệnh, nhưng Chúa chúng con là đấng đã dựng nên thân thể chúng con. Chúa biết điều gì đang sai trật ở trong thân thể của Nguyễn Thị Thanh Yến. Xin ngón tay của Đức Chúa Trời chạm đến làm việc và đem lại sự chữa lành trong ơn của Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta nói với thân thể của Nguyễn Thị Thanh Yến, hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và được lành ngay trong thời gian này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, và thì Minh Thư truyền lệnh ở trong thời gian này, thân thể của Minh Thư hãy hoạt động đúng như cách mà Chúa Ngài đã định trong thân thể khỏe mạnh. Kinh nguyệt cũng phải được hoàn chỉnh và được lành theo như cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã định. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta nói với huyết phải dừng lại. Nhưng người đàn bà năm xưa chạm đến áo của Chúa Giê-xu thì quyết được cầm lại thì giờ này trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Minh Thư hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và quyền năng của Chúa lui xuất ra và chạm đến Minh Thư trong thời giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Lạy Chúa, chúng con cũng dâng Võ Thị Hồng Gấm ở trong tay của Ngài, xin quyền năng của Chúa Ngài hành động và làm việc Chúa giàu. Hãy trong ơn của Ngài khiến cho đầu gối của Gấm sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa khiến cho đầu gối đó có những gân hay là bất cứ như gì bị rách, bị hư hỏng. Thì quyền năng của Chúa tác động vào và đem lại sự chữa lành ở trong ơn của Ngài. Chúa con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Ta nói với đầu gối của Gấm hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và được lành trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, anh nói với đầu gối của Nguyễn thì Kim Ngân cũng hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa ngay trong thời gian này. Anh nói với gân bắp thịt
và cấu trúc của đầu gối. Hãy nhận sự chữa lành trong ơn của Chúa. Ngân hãy nhận sự chữa lành trong ơn của Chúa ngay trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa về phước hạnh Chúa ngài ban cho. Chúng con cũng dâng lê sơn bạc ở trong tay của ngài. Xin Chúa ngài làm việc. Quyền năng của Chúa ngài thi thố đem những cái đĩa đệm đã bị lệch, nó trở lại đúng vị trí của nó và được lành ngay tức thì trong ơn của Chúa, trong quyền năng của ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, lời sơn bạc hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và được lành vì sự sức giàu của Chúa và quyền năng của ngài thể hiện như những lần đòn Đức Chúa Giêsu ngài đã gánh chịu và phúc lợi của những giọt huyết đó đã nói với thân thể, nói đến với lưng của Lê Sơn Bạc. Hãy nhận sự chữa lành và được phục hồi ngay giờ này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chơi ngài đã làm cho tín, ngài cũng làm cho học trò của tín ngay trong giờ này. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng ngài. Cho dấu chúng con cảm ơn Chúa vì ngài cũng là đấng chữa lành cho cháu Trần Thanh Hoa bệnh đau đầu. Xin giờ này Chúa ngài tác động và làm việc trong ơn của Chúa, trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Ta nói với đau đầu ở trong thân thể của Trần Thanh Hoa, hãy nhận sự chữa lành từ Chúa và được lành trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, quyền năng của ngài, phước hạnh của Chúa đã thể hiện ra. Chúng con hiệp ý với Caleb đời, ngợi khen Chúa chúng con vì Nguyễn Thị Thanh Nga đã được Chúa ngài chữa lành và đã ra khỏi phòng hồi sức. Cảm ơn Chúa vì sốt huyết não không thể nào đứng nổi trước quyền năng của ngài. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của ngài. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi khen ngài. Hallelujah. Nguyện xin Chúa nhận nơi chúng con lòng biết ơn. Nguyện xin Chúa ngài nhận nơi chúng con những lời cảm tạ này. Vì Chúa ơi, Chúa thật tuyệt vời. Tình yêu của ngài thật là lớn lao. Chúa Giêsu ơi, chúng con cảm ơn ngài vì Chúa ngài chịu những lần đòn đau đớn như vậy mà chúng con có thể được lành ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng ngài. Ngợi khen Chúa, xin đáp ứng nhu cầu của tất cả anh chị em chúng con, tất cả mọi tật bệnh như lời của Chúa đã ghi lại cho chúng con sẽ được thể hiện ra, hầu cho nhiều người sẽ từng trải kinh nghiệm Chúa ở trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Nguyện xin Chúa ngài ban phước trên anh chị em, ơn càng thêm ơn ở trước mặt ngài. Và lại Chúa, xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để từ đây cho đến Chúa Nhật chúng ta tiếp tục tấn tới. Xin ơn của Chúa càng thêm lên trên chúng ta, sự sức giàu của ngài càng mạnh mẽ trên chúng ta, để năm nay ngày lễ ngũ tuần sẽ đánh dấu một sự tươi mới, một làn sóng mới của Đức Chúa Trời ngài làm việc ở trên hội thánh của ngài, để chúng ta sẽ nghe tiếng từ trời xác định ở trên đời sống của chúng ta, thu hút sự chú ý của nhiều người trong ơn của Chúa. Hallelujah, chúc tụng Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, anh chị em hãy được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Shalom. Gặp lại anh chị em dưới bề chân Chúa ở trong những ngày sắp đến.